thủ tục nhập trạch về nhà mới là một bước quan trọng không thể thiếu trong văn hóa vào nhà mới của người Việt. Mâm cúng nhập trạch không chỉ thể hiện lòng thành, sự biết ơn bể trên, mà còn là sự khởi đầu mới cho gia đình luôn bình an, thịnh vượng. Thủ tục nhập trạch hay còn được biết đến với tên gọi lễ về nhà mới. Vậy lễ về nhà mới gồm những gì? Cần làm gì trong lễ vào nhà mới được hoàn thiện nhất giúp gia chủ sống an lành, tài lộc? Ý nghĩa của mâm cúng về nhà mới. Theo tín tín ngưỡng từ xa xưa, thủ tục nhập trạch là một việc làm quan trọng nhằm mục đích báo cáo với các vị thần thổ địa thổ công cũng như gia tiên. Cụ thể, gia chủ muốn thông qua mâm cơm bày biện lên bàn thờ báo với bề trên rằng ngôi nhà đã xây dựng xong, mong các vị chứng giám và phù hộ cho các thành viên trong gia đình tài lộc và bình an. Chính vì vậy, gia chủ thường chọn ngày giờ hoàng đạo mới chuyển đến nhà mới. Lễ về nhà mới để báo cáo về việc sinh sống của gia đình với thần thổ công, thổ địa chấm 2. Những lưu ý trước khi làm thủ tục nhập trạch. Theo các chuyên gia phong thủy, khi chuyển vào nhà mới, Thứ gia chủ nên mang đầu tiên là chiếc thảm, chiếu hoặc đệm đã được sử dụng qua. Tiếp đó bạn vào khu bếp nhà mình bật lửa lên, bếp ga hoặc bếp củi đều được, với mục đích khai bếp, lan tỏa sự ấm áp đến toàn ngôi nhà. Đặc biệt, một số điều tối kỵ bạn không nên mang vào gian bếp là bếp điện, bếp điện tính nóng mà không có lửa, không nhờ người mang thai hoặc người tuổi dần để tránh tai họa về sau. Sau đó, gia chủ mang theo gạo vào nhà trước, những người trong gia đình vào nhà sau mang theo tiền, hoa quả, lễ lộc để nhận tài lộc về cho gia đình. Lưu ý, đến giờ hoàng đạo làm lễ cúng về nhà mới, bạn nên đặt lễ vật gồm một lọ hoa tươi, một mâm hoa quả, bánh kẹo và rượi thịt lên bàn thờ theo hướng hợp với tuổi mình. Khi sắp xếp bài trí bàn thờ đúng phong thủy, đích thân chủ nhà phải thắp hương, khấn vái thành tâm để xin phép thần linh rước bàn thờ ra tiên về nhà mới để thờ phụng. Khi đã khấn xong, chủ nhà làm lễ báo cáo và xin phép ra tiên rồi mới nên dọn dẹp, sắp xếp lại vật dụng của gia đình. Nếu có điều kiện và sắp xếp được thời gian, chủ nhà nên làm lễ bái tạ tổ tiên, thần Phật, thổ địa để thủ tục nhập trạch được trọn vẹn hơn. Bà, cúng nhập trạch về nhà mới cần chuẩn bị những gì? Lễ về nhà mới chấm 3 chấm 1. Lễ về nhà mới cần những gì? Lễ vật trong thủ tục nhập trạch không cần cầu kỳ hoa mỹ. Tuy nhiên, để có sự chú đáo nhất chủ nhà nên chuẩn bị một bình hoa tươi, hoa ly, hoa hồng, hoa cúc vàng, rượu gạo, hương nhang, nến hoặc có thể thay thế bằng đèn dầu, trầu cau, chọn những lá trầu đẹp không được rách, cao quả phải đẹp, bánh kẹo, một đĩa lớn, gà trống luộc, rồi có thể sôi đậu xanh, sôi gấc, chè, có thể thay thế bằng cháo trắng hoặc cơm trắng, thịt heo quay, để nguyên miếng lớn, đào tè, mới hạt sạch, một bộ tam sen, bao gồm thịt heo luộc, trứng luộc, tôm luộc hoặc cua luộc và sắp xếp đẹp mắt, tiền vàng mã. Theo đó, gia chủ cần chuẩn bị một lễ cúng nhà mới ở ngay trước nhà chính. Thời gian làm lễ nên xem tử vi để chọn được ngày giờ hoàng đạo. Nếu đã có sẵn bàn thờ gia tiên trong nhà thì cũng nên bày biện lễ vật, sau khi tiến hành lễ ở ngoài trời xong thì tiến hành thắp hương và làm lễ ở trong nhà. 3.2. Thủ tục nhập trạch cần qua những bước nào? Bước 1, chủ nhà đốt một lò than nhỏ và đặt ngay tại cửa ra vào. Bước 2, bày đồ cúng lên mâm, sắp xếp cho đẹp mắt rồi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để tiến hành việc cúng chuyển nhà mới. Bước 3, Chủ nhà chủ động bước qua lò than đầu tiên, bước chân trái trước, chân phải sau. Tay gia chủ cầm theo bát hương và bài vị gia tiên. Bước 4, các thành viên còn lại trong gia đình lần lượt bước qua lò than và cầm theo những đồ vật may mắn như tiền, hoa. Bước 5, việc đầu tiên khi gia chủ bước vào nhà là khai thông khí, đánh thức ngôi nhà bằng cách bật tất cả điện và mở mọi cánh cửa. Bước 6, sắp xếp lại bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài và bàn thờ thổ địa. Sau đó, bày mâm lễ cúng nhập trạch ở giữa nhà, hướng về phía phù hợp mệnh tuổi của chủ nhà. Bước 7, chủ nhà thắp nhang và đọc văn khấn, những người còn lại nên chắp tay thành tâm. Bước 8, sau khi tiến hành đọc văn khấn, chủ nhà bật bếp, nấu nước và trà. Theo quan niệm phong thủy, việc pha trà nấu nước có ý nghĩa khai hỏa, tạo ra sinh khí cũng như sức sống cho ngôi nhà mới. Bước 9, tiến hành hóa tiền vàng, lấy rượu giấy lên tàn cho. Bước 10, đặt ba hũ muối, gạo, nước để đặt vào bàn thờ ông công ông táo biểu trưng cho sự đầm ấm, no đủ. Bước 11. Kết thúc buổi lễ thủ tục nhập trạch tiến hành mang lễ vật vào trong. 4. Văn khấn về nhà mới văn cúng nhập trạch. 4.1. Văn khấn thần linh. Nam mô A Di Đà Phật, lạt lại 3 lần. Còn lại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lại Hoàng Thiên hậu thổ chư vị tôn thần. Còn kính lại các ngài thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. Tín chủ, chúng, con là hôm nay là ngày tháng năm tín chủ con thành tâm sắm lễ quả cau lá trầu hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cần tấu trình các vị thần linh thông minh chính trực giữ ngôi tam thai nắm quyền tạo hóa thế đức hiếu sinh phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh nêu cao chính đạo nay gia đình chúng còn hoàn tất tân gia chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ phần sai nhóm nhóm lửa kính lễ khánh hạ cầu xin chư vị minh thần cho chúng con được nhập vào nhà mới tại đâu và lập bát nhang thờ chư vị tôn thần. Chúng con xin phép chư vị tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về ở nơi này để thờ phụng. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào vạn sự như ý, vạn điều tốt lành. Tín chủ lại mời các vong linh tiền chủ, hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho tính chủ con sức khỏe dồi dào an khang thịnh vượng chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ cú xin được phù hộ đội trì nam mô a di đà phật lặp lại ba lần 4.2 văn khấn các ít gia tiên nam mô a di đà phật lặp lại ba lần kính lại tên nội ngoại họ hôm nay là ngày tháng năm gia đình chúng con mới dọn đến đây là đọc địa chỉ ra chúng con thành tâm sắm lễ quả cao lá trầu hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước bàn thờ cụ nội ngoại gia tiên. Nhờ hồng phúc tổ tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới, nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê rừng nhóm lứa, kính lễ khánh hạ. Cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại họ ví dụ họ vũ họ nguyễn gì đó thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, dáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật, phù hộ đội trì cho chúng con, lục tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được bình an mạnh khỏe chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cú xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật A lặp lại 3 lần chấm 5. Lễ nhập trạch về nhà mới cần kiêng gì? Khi làm thủ tục nhập trạch về nhà mới, cần phải tránh một số điểm sau. Không chuyển về nhà mới vào ban đêm, không được bỏ lỡ giờ tốt để chuyển vào, không được ngủ chưa tại ngôi nhà. Phụ nữ mang thai thì không được dọn dẹp ngôi nhà. Người cầm tinh con hổ cũng không nên thực hiện việc dọn dẹp trong trường hợp gia chủ chỉ lấy ngày nhập trạch tốt với mạnh tuổi mà chưa chính thức ở ngay nếu vậy nhất thiết cần ngủ lại qua đêm tại ngôi nhà mới ấy tuyệt đối không được làm đổ vỡ trong quá trình chuyển nhà không cãi vã và xích mích trong ngày trọng đại này tuyệt đối không được đi tay không vào nhà mới cũng không được đem đồ vật như chổi cũ bếp cũ vào nhà không đón khách vào nhà ngày nhập trạch tránh làm kinh động tổ tiên chỉ nên mời khách hàng tân ra vui mừng mà thôi trên đây là thông tin lễ về nhà mới và thủ tục nhập trạch hãy đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc khi nhập trạch để giúp gia đình bạn có một cuộc sống bình an may mắn tham khảo các bài viết khác về tư vấn phong thủy được chúng tôi tổng hợp để có thêm kiến thức tổng quát khi mua bán sinh sống